Thưa bà con, thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm là hai địa phương phát triển tương đối mạnh về nghề trồng dâu nuôi tầm. Nhằm hỗ trợ nhà nông trồng dâu nuôi tầm đúng kỹ thuật, ưu tiên áp dụng quy trình chăm sóc cây dâu theo hướng hữu cơ để hạn chế ảnh hưởng đến việc chăm sóc con tầm, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã triển khai mô hình trồng dâu nuôi tầm bền vững. Được triển khai tại xã Đạm Ri, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc và xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, mô hình trồng dâu nuôi tầm bền vững có quy mô 20,5 ha. Tham gia mô hình, các nông hộ được hỗ trợ 70% kinh phí về giống và vật tư, đồng thời được kỹ sư nông nghiệp hướng dẫn tập huấn kỹ thuật về trồng dâu nuôi tầm. Trung tâm khuyến nông đã cung cấp giống và vật tư đầy đủ, đảm bảo tiến độ kịp thời cho bà con nông dân thực hiện mô hình, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật cho các nông hộ. Kết quả bước đầu cho thấy cây dâu được chăm sóc theo đúng quy trình nên phát triển đảm bảo. Trong giai đoạn kinh doanh, mỗi tháng cho năng suất khoảng 3 tấn lá một hecta, nuôi được 6 hộp tầm, mỗi hộp tầm cho sản lượng bình quân trên 50 kg kén. Hiện với giá kén tầm tiếp tục ở mức cao, dao động từ 180 đến trên 200.000 đồng một ký, đã giúp nông dân có thu nhập hàng chục triệu đồng một hộp một vụ, kéo dài trong vòng 15 ngày. Hiện mô hình tiếp tục được ngành chức năng theo dõi để hoàn thiện quy trình, triển khai nhân rộng trong thời gian tới.